Xin chào anh chị. Tiếp theo tôi sẽ quay lên một cái nhẫn bằng si chin vàng. Si chin này hàng của Brazil. Một cái nhẫn nữ bằng vàng hồng anh chị nhé. Bên cánh chúng ta sẽ có 4 viên kim cương tự nhiên. Bên cánh này cũng 4 viên. Tổng là 8 với 1 là 9. 9 viên kim cương anh chị ạ. Cái sản phẩm này cũng là một món quà tặng của một người anh đến cho một người em. Thế nên là tôi cũng xin phép không công bố giá. Rất là thông cảm nhá. Cái gì liên quan đến quà tặng thì chúng ta khuyên nhau là không nên hỏi giá. Và tôi cũng không công bố giá ở đây. Bên cạnh sản phẩm này chúng tôi có thêm một sản phẩm nữa. Cũng vàng hồng luôn. Đây là một loại đá đặc biệt hơn. Đây là đá spinel mensai. Sản phẩm này sản phẩm của Thái Lan. Đá của Thái Lan. Viên đá này là một trong những loại đá rất là đắt tiền và đẹp. Cùng một form với nhau nhé. Hai form các sản phẩm. Cùng một form. Đây. Rất đẹp đúng không anh chị? Và khá là tuyệt vời đó. Cũng là vàng hồng luôn. Anh chị nào đặt hàng thì có thể lựa chọn rất nhiều loại đá trên website. Họ gọi riêng cho tôi sẽ cung cấp thêm đá cho anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Tôi là Tahi Phạm của kênh Vàng Tahi Phạm. Xin chào và tạm biệt anh chị. Đây là cái kiểm định của nó. Spinel tự nhiên. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều nhá.